HBM 700, đôi này mình mới về chứ, cách đây 1-2 hôm anh em nhé. Trước mình có một đôi, mình chưa kịp làm review thì anh em, một anh em Hải Phòng đã lấy ngay rồi. Đôi này về trong tình trạng cực kỳ là đẹp anh em ạ, tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn. Đẹp như thế nào thì bây giờ xin mời tất cả anh em cùng đi Mê Hà Audio Hải Phòng, xin mời đi vào xem các tuyến loa và các độ đẹp, độ zin, độ xịn của nó như thế nào anh em nhé. Anh em đến với kênh của Hà Audio Hải Phòng, xin cho mình một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới mình đăng lên hàng ngày. Anh em không mua của mình cũng được, nhưng mà có những cái động lực và cái trải nghiệm để anh em xem được những cái sản phẩm của mình đăng lên anh em nhé. Trước tiên là anh em ngắm toàn bộ cái đôi căng của nó đã, ngắm cái độ đẹp của nó trước anh em nhé. Đôi căng còn cực kỳ là đẹp anh em ạ, tem mác logo còn đầy đủ luôn, HBM 700 anh em này. Đấy, tổng thể của đôi căng anh em nhé. Đẹp ngay từ phần đầu rồi anh em ạ. Anh em mở cái căng thì vẫn cứ mở vuông góc anh em nhé. Nó có 4 cái chấu, anh em mở cực kỳ, phải cực kỳ vuông góc. Mình bỏ tạm một chiếc cái căng ra đây. Và tiếp đến một chiếc cái căng bên này. Anh em ngắm toàn bộ cái driver của nó, con này nó sử dụng một cấu hình như sau: một cái bát 25 màng carbon gân mút, một con chung giấy, một con chép giấy và một con siêu tép anh em nhé. Anh em đi ngắm vào các driver của nó là anh em này. Đây là tất cả các công kiềng này anh em này. Còn sáng ơi là sáng luôn. Gân mút anh em nhé, màng carbon, nón vải và một con chung giấy, vẫn còn cái lưới sắt bảo vệ nha anh em nhé. Và một con chép giấy. Anh em nhìn tất cả các công kiềng và ốc của nó này. Và một con siêu tép anh em này. Con chép này gọi chép lá hay gọi chép điện được anh em ạ. Và con tem mác logo của nó còn đầy đủ này. Pioneer HBM 700. Đôi trước mình về là không còn cái, không có cái tem này, nhưng cái tem này nó cũng không quan trọng. Chủ yếu là các tuyến loa thôi anh em. Cực kỳ là đẹp luôn đấy nhá anh em nhá. Chắc là mình có đôi này là hết rồi anh em ạ. Anh em này, màng carbon, gân mút, công kiềng còn sáng quắc anh em nhé. Zin từ con ốc trở đi anh em ạ. Đây nó vẫn còn cái lưới sắt bảo vệ này anh em này. Cái màng chung và cái màng chép này có cái lưới sắt bảo vệ. Và tem mác logo còn đầy đủ. Các tuyến loa cực kỳ là đồng đều anh em ạ. Hà Audio Hải Phòng mà đã tuyển hàng là anh em biết rồi. Đấy là toàn bộ driver đằng trước anh em nhé. Bây giờ mình đi xem các thùng vách. Anh em nhìn tất cả các thùng vách của nó này, góc cạnh này. Đây là còn nguyên bản hết nhé anh em nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết đấy. Và anh em đi ngắm tổng thể. Đây là hậu đấy anh em này.
còn vuông ván hết nha anh em nhé. Bây giờ mình xem cái thông số của cái đằng sau của đôi loa anh em nhé. Đây nó có một cái can chôn level này anh em này. Đây là chỉnh cho giải mid này anh em này. Và hai này là giải chép này. Ở cái volume này. Can chôn level này anh em này. Và đây thông số của nó đây, Pioneer Model HBM700 Max input này anh em này, 120W. Và input 60W anh em nhé, trở kháng là 8 ohm. Pioneer Margin Japan này anh em này. Và đây là cầu loa. Cầu loa của nó là cầu loa kẹp dây hoặc mỏ chim anh em nhé. Và tiếp tục sang đôi bên này. Tất cả cũng thế này anh em này.